Thưa quý vị, năm 2022, mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 2,3%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 7,8% của cả nước. Tuy nhiên, về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới, thành phố có mức tăng vượt trội 27,7%. Dự báo năm 2023, vốn FDI đăng ký sẽ còn tiếp tục tăng trong bối cảnh hạ nhiệt căng thẳng của tình hình kinh tế tài chính toàn cầu. Điều này cho thấy cơ hội rõ ràng cho ngành sản xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tận dụng ngoại lực để vượt qua khó khăn, lấy lại tăng trưởng mạnh mẽ vốn có. Chuyên cung cấp bù lon ốc vít cho ngành cơ điện xây dựng, doanh nghiệp này đang gặp khó do thị trường bất động sản chững lại. Tuy nhiên, cơ hội có thể đến từ quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng, cụ thể là mảng cung cấp linh phụ kiện cho các nhà đầu tư FDI, kỳ vọng sẽ bù đắp được phần nào đơn hàng cho doanh nghiệp. Khi bước vào Việt Nam thì họ luôn luôn cần có đòi hỏi đối với những nhà cung cấp sản phẩm là những người phải có thế mạnh. Thứ nhất là về nguồn vốn, thứ hai là về kinh nghiệm, thứ ba là về cái giá trị sản phẩm mang đến cho những nhà đầu tư đó. Nếu như mình không có chuẩn bị nội lực được thì mình cũng sẽ không tiếp cận được những cái chủ đầu tư đó. Cho nên bắt buộc mình phải tự thay đổi bên trong và tiếp cận. Cái tính thời đại 4.0 nó có nhiều cái sự cập nhật. Đối với những cái doanh nghiệp mà họ chưa đạt đến cái mức độ tự động hóa cao, họ gặp những cái trở ngại trong cái câu chuyện là về năng suất, về chất lượng. Cho nên trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn rất là then chốt để họ có thêm cái nguồn tài chính để họ chuyển đổi. Thách thức không chỉ đến từ sự thay đổi về công nghệ mà còn từ xu hướng cải cách của thế giới. Bắt đầu từ năm 2024, một quy tắc quan trọng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD sẽ có hiệu lực. Theo đó, những doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ít nhất là 15% áp dụng cho cả công ty con. Trong khi đó, thế mạnh trong thu hút FDI của Việt Nam là thuế suất ưu đãi, thường chỉ từ 10 đến 12%. Khi mà áp mức thuế suất toàn cầu 15%, chắc chắn thuế cho các doanh nghiệp này sẽ không ở mức là 10-12% nữa mà phải nâng lên 15%. Đó là cũng là một khó khăn cho nhà nước Việt Nam khi phải điều chỉnh mức thuế suất này lên 15% tương ứng đối với các quốc gia khác. Chúng ta cần phải có một cái gọi là tính toán kỹ lưỡng về mức độ tác động, rồi có những cái cơ chế chính sách để chúng ta bù đắp một phần cho cái thiệt hại đó của doanh nghiệp. Mà cái quan trọng nhất ở đây chính là cải thiện quyết liệt cái môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và cái thái độ phục vụ của công viên chức, tôi cho rằng nó còn giá trị hơn rất nhiều so với cái mức thuế suất 2-3% mà doanh nghiệp có thể là phải nộp tăng thêm. Tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 67 với chủ đề gặp mặt đầu năm dự báo kinh tế Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các doanh nghiệp và chuyên gia cùng chia sẻ nhận định để tiếp tục thu hút FDI bền vững, để ngành sản xuất công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung có được mức tăng trưởng như mục tiêu đề ra. Bên cạnh những giải pháp cụ thể, cần kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, tối ưu nguồn lực, nâng cao tính độc lập, tự chủ, tự cường và năng lực chống chịu của nền kinh tế. Ngày hội đầu tư tài chính Expo Info Finance đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sân chơi dành cho các nhà đầu tư được tổ chức như một triển lãm tài chính với nhiều sự kiện. Mô hình ngày hội đầu tư tài chính Expo được Info Finance làm rất thành công ở một số quốc gia như Singapore hay Dubai. Với Việt Nam, đây là lần đầu tiên sự kiện được giới thiệu đến công chúng, thu hút hàng ngàn người tham gia trải nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, giao lưu với các doanh nhân, thương hiệu tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tổng số tài khoản mà người dân mở trên thị trường hiện tại lên trên 6.709.000 tài khoản, tương đương khoảng 6,8% dân số. Đây vẫn là một con số nhỏ đối với Việt Nam, từ đó mở ra cơ hội để Việt Nam đón các nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài chính. Tại ngày hội, các diễn giả đã chia sẻ những kiến thức đầu tư của những lĩnh vực đang được quan tâm tại Việt Nam và quốc tế. Trong đó nổi bật là tổng quan thị trường đầu tư 2022, lợi thế đầu tư bất động sản, dự đoán xu hướng đầu tư 2023. Đây cũng là cơ sở hướng dẫn các nhà đầu tư đánh giá thị trường, cải thiện kết quả giao dịch của mình và có những bước đi vững vàng trên thị trường tài chính.